Bí quyết giảm mỡ bụng hiệu quả trong 30 ngày. Theo Jessica Wilson, thạc sĩ khoa học về dinh dưỡng của Đại học Tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ và là người sáng lập The Helpful Dietitian, một góc chuyên về cách mạng hóa sức khỏe cho phụ nữ hiện đại. Cách tiếp cận hiệu quả nhất để giảm cân nhanh chóng là kết hợp việc giảm lượng calo với thói quen tập thể dục đều đặn. Bắt đầu bằng cách cắt giảm 250 calo mỗi ngày trong 3 đến 4 ngày. Sau đó giảm thêm 250 calo để đạt được mức thâm hụt là 500 calo một ngày, tương đương 3.500 calo tuần. Nếu bạn không chắc chắn nên cắt giảm calo ở đâu, hãy cân nhắc đến các loại đồ uống như soda, cà phê, sữa và nước trái cây, hoặc kiểm tra khẩu phần ăn của bạn trong các bữa ăn. Tránh cắt giảm lượng calo từ các nguồn protein, vì thịt nạc, các loại đậu và đậu nành nguyên chất giúp duy trì khối lượng cơ trong khi vẫn thiếu hụt calo. Tập thể dục cũng quan trọng như việc giảm lượng calo. Đặt mục tiêu ít nhất 150 phút hoạt động thể chất vừa phải mỗi tuần và tăng dần để bao gồm các bài tập cường độ cao hơn khi bạn tiến bộ. Nếu bạn mới tập thể dục, hãy bắt đầu bằng cách đi bộ quanh khu phố của bạn, đặt mục tiêu 50 phút 3 ngày mỗi tuần.